Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 17 tháng 3 năm 2024. Hôm nay là ngày đầu tiên Tuấn Anh ra mắt trong màu áo của câu lạc bộ thép xanh Nam Định và ngày hôm nay Tuấn Anh cũng đã có buổi tập đầu tiên. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những hình ảnh mới nhất. Và ngày hôm nay trọng tâm vẫn là câu chuyện liên quan đội tuyển quốc gia với một loạt những sự trở lại. Sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh đóng vai trò phải nói là cực kỳ quan trọng trước trận đấu gặp Indonesia. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua ngay sau khi mình đưa cái thông tin liên quan đến Công Phượng tập riêng với đội U23 Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu Công Phượng có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia hay không Nguy cơ này là có nhưng không nhiều Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái kế hoạch lộ trình cũng như là cái vai trò của Công Phượng trong đợt tập trung Cũng như là chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia Ngoài ra thì ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ tập một buổi nữa Trước khi chúng ta sẽ gút danh sách 28 cầu thủ lên đường đi Indonesia vào ngày mai Ngày mai, sáng ngày mai mình cũng lên đường đi Indonesia Mình sẽ sang đó sớm một ngày Nhưng mà ở nhà vẫn có những người để cập nhật thông tin cho các bạn Các bạn cứ yên tâm Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những nội dung mình cho là rất quan trọng Và chúng ta đã chờ đợi điều này rất là lâu rồi Đó là câu chuyện liên quan đến Tuấn Anh Tuấn Anh đã có mặt tại Nam Định và cũng đã có buổi tập đầu tiên Chúng ta sẽ nhìn lại bức ảnh Những bức ảnh này Mình nghĩ là nó cũng sẽ để lại cho các bạn Rất nhiều những cảm xúc Có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi những hình ảnh Những nụ cười Những sự lạc quan Bây giờ thì mời các bạn Trên màn ảnh có bạn là Tuấn Anh Trong buổi tập sáng ngày hôm nay cũng là buổi tập đầu tiên Mà Tuấn Anh tập trung cùng với đội Nam Định Tuấn Anh cũng đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng từ Hoàng Gia Lai đến Nam Định cho bản đồng đồng cho mượn có thời hạn từ nay đến hết mùa tuấn anh thì sẽ về ở cùng với nguyễn phong hồng duy hai người anh em thân thiết với nhau và ngay lập tức huấn luyện viên thể lực của câu lạc bộ thép xanh nam định sẽ phải làm việc với tuấn anh tuấn anh cũng được câu lạc bộ thép xanh nam định chuẩn bị trước những cái điều kiện cần thiết đặc biệt là về y tế để cho bạn ấy có thể trở lại như tất cả chúng ta đều đã biết thì tuấn anh đang bị tổn thương cái dây chằng chéo đầu gối và các bạn cũng biết là thời gian vừa rồi là Tuấn Anh không thi đấu. Và theo thông tin mà mình có được từ câu lạc bộ thép xanh Nam Định cũng như là trước đây là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì Tuấn Anh sẽ có mặt ở giai đoạn lượt về của V-League 2023-2024. Tuấn Anh sẽ được các chuyên gia hỗ trợ về thể lực. Và mình hy vọng rằng sự có mặt của các chuyên gia thể lực nước ngoài sẽ giúp cho Tuấn Anh nhiều trong việc là nâng cao cái khả năng thi đấu nâng cao cái sức chịu đựng và cũng có thể kéo dài được thời gian thi đấu cho một trận đấu cũng như là trong các mùa giải hạn chế cả nguy cơ bị chấn thương nữa. Đây các bạn có thể thấy uh, Tuấn Anh đang tập luyện. Tuấn Anh bây giờ thì uh, đã có thể tập luyện trở lại một cách khá là bình thường rồi. Mình nghĩ là nó không không có vấn đề gì đấy quá quá lớn. Tuấn Anh về mình cảm thấy bạn ấy vui hơn, nụ cười nhiều hơn. Uh, gặp lại những người bạn Đức Huy. Đức Huy cũng là một người bạn rất là thân của Tuấn Anh Và đặc biệt là người bên cạnh Trung vệ đèo số 15 đó là Hữu Tuấn Hữu Tuấn và Tuấn Anh là một đôi bạn rất là thân Họ chơi với nhau thân khi mà cả hai thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai Đó các bạn có thể nhìn thấy nụ cười của Tuấn Anh Tuấn Anh thì ít khi mà cười theo kiểu như thế này Nhưng mà thế này chứng tỏ là bạn ấy đang rất vui Đó Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt với Tuấn Anh mình sẽ có một cái chương trình riêng về thị trường chuyển nhượng và cũng sẽ nói về câu chuyện của Tuấn Anh khi mà thị trường chuyển nhượng của chúng ta đóng cửa. Chắc là nó phải rơi vào ngày khoảng 26 27 gì đó, 27 28 gì đó. Bởi vì ngày 25 thì thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Ngày 26 chúng ta đá trận lượt về với Indonesia thì chúng ta sẽ cần thêm một vài chương trình để làm những cái nội dung gọi là theo dòng sự kiện. Sau đó thì mình sẽ gửi đến các bạn câu chuyện liên quan thị trường chuyển nhượng. Mà Tuấn Anh, Xuân Trường là những nhân vật chính Các bạn đã lâu rồi các bạn có nhìn thấy Tuấn Anh cười như này không ạ? Phải nói là nhìn một nụ cười như này Rất nhiều người hâm mộ, yêu mến Tuấn Anh Cảm thấy ấm lòng và cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều Tuấn Anh có mặt trong phòng gym Bạn ấy cũng dã tạ như ai Tất cả mọi người đều phải tập luyện Và Tuấn Anh thì đang mong muốn là nâng tầm cái thể lực của mình lên Đó Thực sự mà nói là không biết các bạn xem những hình ảnh như này các bạn thấy thế như nào nhưng mà mình thấy rất là vui. Hy vọng là tất cả chúng ta cảm thấy vui. À, Hoàng Văn Khánh cũng là một người uh, đã từng chơi với Tuấn Anh từ thời U19 các bạn còn nhớ không ạ? Họ đều là những người quen thân của nhau rồi. Cho nên là mình nghĩ là Tuấn Anh sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường của Nam Định đâu. Và có lẽ là cũng bởi vì có rất nhiều những người bạn đã từng chơi với Tuấn Anh ở đây rồi. Cho nên là Tuấn Anh đến câu lạc bộ Nam Định bạn ấy cũng có thêm những sự tự tin. Và đây cũng chính là cái mình gọi là tạm gọi là thế lực đi. Đó cũng là những cái thế lực lôi kéo Tuấn Anh về với câu lạc bộ Nam Định. Đó. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? về tuần anh ấy. Mình nghĩ là Tuấn Anh sẽ ok đấy, tuần nay sẽ rất là ok. Từ ngày hôm qua hôm kia, mọi người đã hỏi mình về cái danh sách 28 cầu thủ của chúng ta. Vậy năm cầu thủ bị loại là những ai? Thật sự là bây giờ không trả lời được đâu các bạn ạ. Cứ từ từ đã, chúng ta còn một buổi tập ngày hôm nay nữa và có thể là còn cả buổi tập ngày mai. À, nhiều khả năng là chiều tối ngày mai thì huấn luyện viên Philip Chu sẽ công bố danh sách chúng ta hút uh, 28 cầu thủ lên đường đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu bây giờ mình sẽ sang nội dung thứ hai đó là nội dung liên quan đến bùi hoàng việt anh sự trở lại của bùi hoàng việt anh và kế hoạch mà ông chu Xê đang chuẩn bị cho công phượng bùi hoàng việt anh đã chính thức trở lại sau khi bạn ấy đã cất cắt chỉ ngay sau buổi sáng cắt chỉ thì buổi chiều bạn ấy đã trở lại một buổi tập bình thường nói là bình thường thôi nhưng mà À, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn được yêu cầu là không va chạm, không tranh chấp bằng đầu và anh em trong đội thì cũng uh, nói là nhường thì nghe nó có vẻ hơi quá nhưng mà cũng sẽ tránh tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh, đặc biệt là khu vực ở trên mặt. Chứ là đây cũng là một cái cách để làm cho Bùi Hoàng Việt Anh có thể gia tăng sự tự tin. Nhưng điều quan trọng hơn là huấn luyện viên Philip Chu muốn cho Bùi Hoàng Việt Anh có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất bằng cách là tham gia những bài những bài tập đầy đủ. Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã tập luyện trở lại, cái, khả, cái ăn uống của bạn ấy cũng đã được cải thiện, vệ sinh cũng đã được cải thiện. Tức là ý mình nói là vệ sinh răng miệng nó không còn đau như trước đây nữa và những cái giấc ngủ của bạn ấy bây giờ cũng tốt hơn. Các bác sĩ cũng hỗ trợ để an thần cho Bùi Hoàng Việt Anh, giúp cho Bùi Hoàng Việt Anh có một giấc ngủ tốt hơn. À, tính đến thời điểm này, tức là ngày 17 tháng 3 năm 2024, tức là 4 ngày trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân vận động Bung Karno. Chúng ta có thể khẳng định rằng là nếu như không có gì quá bất ngờ thì Bùi Hoàng Việt Anh sẽ trở lại trong đội hình chính uh, trong trận đấu với Indonesia. Bùi Hoàng Việt Anh sẽ có tổng cộng là 6 ngày tập luyện đầy đủ để thi đấu với cái đội tuyển Indonesia và khoảng thời gian này là vừa đủ. Các bác sĩ của công an Hà Nội cũng như là các bác sĩ của đội tuyển quốc gia họ cũng đã có những sự trao đổi với nhau về mặt thông tin cũng như là những yêu cầu để làm sao Bùi Hoàng Việt Anh thực sự chơi một cách an toàn An toàn như là tốt cho Bùi Hoàng Việt Anh, tốt cho Công an Hà Nội và đặc biệt là sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia. Đến bây giờ mình cũng đang hỏi là liệu Bùi Hoàng Việt Anh có đeo mặt nạ trong quá trình thi đấu hay không? Bởi vì nói gì thì nói không ít thì nhiều cái vết thương của Bùi Hoàng Việt Anh nó cũng không thể nào mà chắc chắn được và trong trận đấu với Indonesia thì hoàn toàn có thể có những rủi ro. Hiện nay thì chưa có bất cứ một cái thông tin nào về việc là Bùi Hoàng Việt Anh có đeo mặt nạ nhưng mà mình cũng đã nghe thấy có ý tưởng rằng là nên sắm cho Bùi Hoàng Việt Anh một cái mặt nạ để dự phòng trong trường hợp nếu bạn ấy cần thì sẽ đeo. Và tất nhiên là để mà bạn ấy đeo được cái uh, mặt nạ đấy thì chúng ta có phải đăng ký với ban tổ chức trận đấu trước khi trận đấu diễn ra. Sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh mình đóng mình đánh giá là nó đóng vai trò thậm chí là mang tính quyết định đến lối chơi, đến sự chắc chắn và đến cái cơ hội giành điểm của chúng ta trước uh, Indonesia trên sân vận động Bung Karno vào ngày 21 tháng 3 cũng như là trận đấu lượt về vào 26 tháng 3. Bởi vì chúng ta biết là đội tuyển Việt Nam chúng ta đợt vừa rồi mất rất nhiều quân, một trong những vị trí trọng yếu quan trọng nhất cả về mặt chuyên môn lẫn về mặt tinh thần, cả về mặt bản lĩnh lẫn cái độ lì lợm đó là Quế Ngọc Hải. Và thời gian vừa rồi khi mà Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương, khi mà Bùi Hoàng Việt Anh bị đau, rất nhiều người cảm thấy lo lắng là không biết liệu Bùi Hoàng Việt Anh có thể trở lại được hay không bởi vì nếu như bùi hoàng việt anh không trở lại được thì cái vị trí trung vệ giữa lại là cái vị trí chúng ta là yếu nhất mất hai cầu thủ liên tiếp đó là uh, quế ngọc hải và bùi hoàng việt anh nhưng rất là may là các bác sĩ đã báo tin vui cũng rất là may là sau hai buổi tập đầy đủ với đội tuyển việt nam bùi hoàng việt anh không có vấn đề gì uh, bạn đấy cũng cảm thấy tức là mình nghe thấy kể rằng là khi bạn ấy chạy mà huyết áp nó tăng cái nhịp tim nó đập nhanh thì bạn ấy cũng cảm giác là ở trong miệng của mình nó cũng có những cái tức là nó không được như bình thường. Tức là nó vẫn có những cái nhịp đập nhịp đập bởi vì đấy cái vết thương nó còn rất là yếu. Nhưng mà mình nghĩ là nó không phải là vấn đề. Rất là may là bùi hoàng Việt Anh còn trẻ, rất may là cái cơ địa của bạn ấy rất là tốt. Đấy và cũng hỗ trợ cho bùi hoàng Việt Anh rất nhiều trong cái việc là đẩy nhanh cái tốc độ hồi phục của bùi hoàng Việt Anh. Mình cho rằng là cái này là cái rất là tuyệt vời. Nhiều người nhìn thấy bạn ấy uh, dán ego Nhìn miệng bạn ấy trông hơi veo một tí Nhưng mà các bạn yên tâm Là Bùi Hoàng Việt Anh đã được khâu kiểu khâu thẩm mỹ Thế là tới đây tất nhiên là nó sẽ để lại một chút sẹo Nhưng mà mình nghĩ là nó không phải là vấn đề Vết sẹo đấy có thể sẽ làm cho Bùi Hoàng Việt Anh trở nên đàn ông hơn Trở nên có uy lực hơn khi mà kèm tiền đạo của đối phương Còn về chất lượng của Bùi Hoàng Việt Anh thì không phải bàn nhiều Thời gian gần đây có nhiều bạn nói là Liệu có thể đưa Bùi Hoàng Việt Anh lên đá vị trí tiền đạo cắm được hay không Mình nghĩ là đây là một cái ý tưởng rất là rất là táo bạo mà mình nghĩ là không, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đá vị trí trung vệ. Nhưng cái thiên hướng tấn công của bạn ấy rất là tốt, đặc biệt là trong những tình huống bóng chết, chúng ta có thể tạo ra những đường cắt, tức là tạt những quả bóng để cho Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu, có thể là đánh đầu để uy hiếp không thành đối phương và cũng có thể đánh đầu chiến thuật để cho đồng đội lập công. Chúng ta chắc là không bao giờ quên cái bàn thắng của Phạm Tuấn Hải ghi bàn vào lưới của đội Nhật. Thì từ cái tình huống đá phạt của uh, Phan Tuấn Tài. Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu một quả thủ môn Suzuki đẩy ra và Tuấn Hải đã có mặt dứt điểm rất là nhanh để ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Rồi cái khả năng không chiến của Bùi Hoàng Việt Anh, đặc biệt là trước khung thành của đối phương với chiều cao 1m87 của mình đây là một lợi thế. Khi mà các cầu thủ chúng ta đã phạt đặt được quả bóng đúng đầu của Bùi Hoàng Việt Anh thì cơ hội ăn bàn là rất cao. Nên mình nghĩ là Bùi Hoàng Việt Anh đóng vai trò quan trọng cả trong phòng ngự lẫn trong những cái tình huống tấn công đặc biệt là trong những tình huống mà chúng ta được thực hiện những quả đá phạt à, chốt danh sách thì sẽ chốt vào ngày mai các bạn nhé gọi là chốt danh sách gọi là gút danh sách thì đúng hơn và khi mà sang bên uh, indonesia thì chúng ta sẽ gút thêm một lần nữa đó là câu chuyện liên quan đến bùi hoàng việt anh và để tránh cho các bạn có sự hiểu nhầm về việc công phượng thì mình xin được phép nói nốt cái câu chuyện ngày hôm qua đang nói dở ngày hôm qua mình nói là kể từ khi bạn ấy về việt nam cho đến buổi tập ngày hôm qua thì Công Phượng vẫn thuộc biên chế của đội U23 tức là ý là bạn ấy tập với U23. ngăn Toàn cũng phải kêu trời lên là bạn ấy chưa được tập với Công Phượng. Thực ra đây là một cái ý đồ, mình nghĩ là ý đồ này nó không chỉ có một mục tiêu. Ý đồ này có thể là Công Phượng tập ở đội trẻ, điều đấy cũng có nghĩa rằng nói với rất nhiều những cầu thủ trẻ rằng ngay cả một cầu thủ như Công Phượng, một người mà có lẽ là đã chứng minh được khả năng của mình trong một khoảng thời gian rất là dài cũng phải tập UI, ở đội U23 nếu trong trường hợp cần thiết còn tất nhiên là U23 thì đã lên đường đi Tajikistan vào đêm ngày hôm qua rồi thì ngày hôm nay Công Phượng sẽ trở lại và tập luyện cùng với đội tuyển quốc gia và đây nó rất là đúng lộ trình nó giống như những cái gì mình nói với các bạn vào ngày hôm qua tức là sau khi mà đã thiết lập cho Công Phượng một cái nền tảng thể lực đủ tốt thì Công Phượng sẽ được kéo sang đá với đá với đội tuyển quốc gia và lúc này mới là lúc hòa nhập và các bạn cũng biết là những cầu thủ trẻ ấy, thì được tập với huấn luyện viên Philip Chuse nhiều hơn nó không khác gì trước đây những cầu thủ như là Hùng Dũng cũng nói là các cầu thủ trẻ của chúng ta là được tập với ông Chu Xe nhiều hơn cho là nó nhuần nhuyễn hơn và cái việc là khi mà họ nhuần nhuyễn hơn rồi thì họ có thể chia sẻ với các bậc đàn anh điều này là không có gì là ngược đời cả các bạn nhé ngày hôm nay theo thông tin mà mình có được thì Công Phượng sẽ trở lại để tập luyện cùng với đội tuyển quốc gia và đây chính là buổi đầu tiên mà huấn luyện viên Philip Chu muốn lắp ghép Công Phượng vào cái hàng công của đội tuyển quốc gia À, mình cũng đã từng nói là công phượng là một cựu binh cho nên là bạn đấy không gặp khó khăn trong cái việc lấy lại cái sự hiểu nhau với phần còn lại của đội tuyển vấn đề lớn nhất mà ông chú C muốn đó là nâng cao cái nền tảng thể lực cho công phượng để bạn đấy có thể đá với cường độ cao để bạn đấy có thể di chuyển theo đúng nhịp theo đúng bài mà đội tuyển của chúng ta đang thiết lập chứ là Công Phượng cái việc tập với U23 mình nghĩ là nó không có bất cứ vấn đề gì. À, đúng là Công Phượng vẫn có nguy cơ bị loại nhưng không phải vì bạn ấy xuống U23 tập mà bạn ấy có nguy cơ bị loại. Bạn ấy có nguy cơ bị loại là có thể là bạn ấy không hòa nhập được hoặc là cái chất lượng của màn trình diễn khi mà lắp ghép đội tuyển quốc gia nó không đủ tốt. Công Phượng sẽ được uh, tính toán để đá trong đội hình hai tiền đạo, tức là nếu mà chúng ta đá với đội hình là 5 3 2 hoặc là 3 5 2 với hai tiền đạo thì công phượng có thể sẽ là tiền đạo còn lại còn à, trường hợp của quang hải hay là trường hợp của đình bắc hay là văn toàn thì có thể sẽ đóng vai trò như là một tiền đạo cánh chứ bạn đấy sẽ công phượng sẽ được quy hoạch một là đá vị trí tiền đạo lùi hai là đá vị trí tiền đạo thứ hai trong sơ đồ hai tiền đạo cá nhân mình thì vẫn đánh giá cái vấn đề lớn nhất của Công Phượng bây giờ là thể lực, chứ không phải là những vấn đề khác. Còn nếu bạn ấy đáp ứng được yêu cầu về thể lực thì bạn ấy vẫn có thể đá trong đội hình chính. À, đấy thì à, hôm nay mình sẽ mình đã chia sẻ với các bạn tất cả những cái câu chuyện một cách đầy đủ nhất về Công Phượng. Mình không nghĩ rằng Công Phượng sẽ là người được ông Philip Chu sang tận Nhật Bản rồi sau đó là liên đoàn nói Việt Nam phải giữ vé à, về tập theo một cái kế hoạch. Mình nghĩ là đợt này có lẽ là Công Phượng là người được quan tâm nhiều nhất Và Công Phượng cũng là người bị ốp tập nhiều nhất Đấy là lý do vì sao mình nghĩ là bạn ấy sẽ có cơ hội để ra sân trong trận đấu Indonesia Nhiều khả năng, đây là theo quan điểm cá nhân của mình Nhiều khả năng là Công Phượng sẽ không có mặt trong địa hình chính Đấy là theo tiên đoán của mình thôi Đây không phải là thông tin Nhưng mà Công Phượng sẽ đóng vai trò quan trọng Bởi vì là đội tuyển Việt Nam cần một cầu thủ biết quý phá như kiểu Công Phượng Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn OK, các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn kỳ vọng gì vào Công Phượng? Các bạn kỳ vọng gì về Bùi Hoàng Việt Anh? Các bạn chia sẻ với mình, mình sẽ trả lời các bạn nhá OK, à, bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn thôi. Bạn à, Hoài Trần có nói là Hùng Dung bị gạch tên rồi, anh Hải ơi, thật sự thì đến bây giờ mình cũng chưa có cái danh sách đấy đâu, chưa có danh sách đấy thì cũng không dám nói là mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào hùng dung thì mình nghĩ là đóng vai trò quan trọng đấy nhưng mà cái phong độ của bạn đấy có ok hay không thì nó lại là một câu chuyện khác bởi vì là bạn đấy bị nghỉ một thời gian cũng, cũng khá là dài và mình sợ rằng là cái phong độ của bạn đấy nó chưa đủ tốt đấy là những cái chúng ta mình tạm gọi là phán đoán nó là như vậy còn lại thì uh, nếu mà đội tuyển của chúng ta mà cần thì nó cũng sẽ có nhiều thêm Ngày hôm nay thì cũng xin được chia sẻ với mọi người thêm. Đó là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã lên đường sang Tajikistan. Đấy. Còn uh, Nguyễn Thái Quốc Cường tức là anh em họ của Công Phượng thì đã không kịp bình phục chấn thương thì bạn ấy bị loại. Còn lại thì vẫn có đầy đủ những cầu thủ hay. Ông Muley là huấn luyện viên trưởng, gọi là huấn luyện viên trưởng của U23. Đi cùng với ông Muley thì có trợ lý trương đình luật huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung và chuyên gia phân tích là Dũng Lê, tức là Lê Minh Dũng. Bộ phận y tế cũng sẽ hỗ trợ nhiều. Tối ngày hôm qua thì mình cũng có chia sẻ, cũng có nói chuyện với một số anh em. Đó. nó cũng có rất nhiều những cái hay. Đó. Các bạn có câu hỏi gì về đội tuyển quốc gia các bạn đặt ra nhá, trừ danh sách vì danh sách bây giờ không ai biết được đâu. Đấy và thôi cứ thẳng thắn như vậy thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều ở phần sau chương trình thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn còn à, bây giờ là à, cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do áp lực do công việc hoặc do cơ địa thì các bạn nhớ sử dụng cao ba long giúp mình thứ hai nữa là nếu các bạn mà à, đang có vấn đề về đau lưng đau xương đau cơ đau khớp những người bị thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi những người bị gãy chân gãy tay gãy xương thì chúng ta nên sử dụng cao ba long vì nó làm giảm đau và liền xương rất nhanh bây giờ chúng ta sử dụng thì về sau chúng ta giảm được những nguy cơ đó đau lưng đau xương đau cơ đau khớp thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi hay là bị gãy chân gãy tay gãy xương các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn hay góc nhè thì cao ba long nó sẽ hỗ trợ cho các con cải thiện bộ khung để về sau phát triển cả thể lực lẫn thể hình tức là vừa to cao và vừa khỏe mạnh à, các chị em phụ nữ lưu ý các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về điều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời còn con gái thì cao bao long là sự lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt là các chị em mới sinh con. Vì trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con. Sinh con xong ra các bạn sẽ thiếu chất. Thứ hai là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cơ thể của bạn nó sẽ rất là mệt mỏi, dịu dã. Đây là lúc cao bao long giúp các bạn siết lại. Nó giúp các chị em khỏe khoắn, chắc chắn, vững vàng. Và nó lại còn điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em bật lại chế độ như thời còn con gái số điện thoại mình để trên logo các bạn nhé 024 7777 8877 và website là đông shop vn bây giờ đó là đông trùng hạ thảo sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo rất tốt cho sức khỏe thứ hai tăng cường số lượng tế bào tốt để bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể các bạn hiểu là cơ bắp của chúng ta nó bị bào mòn sau mỗi một ngày chúng ta hoạt động và nếu chúng ta không bổ sung kịp nó dẫn đến một cái trạng thái là cơ bắp bị tăng teo, da rẻ bị nhăn nheo, vừa yếu mà vừa xấu. Nếu mà chúng ta bổ sung đầy đủ thì cơ bắp luôn luôn săn chắc và cơ thể luôn luôn tráng kiện. Và nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương, cái này là cái điều tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì là cơ thể của chúng ta nó có sự đứt gậy về mặt tế bào thì cao, đông trùng hạ thảo nó sẽ giúp chúng ta nối liền vào. Ở đâu có khối u nó sẽ lấp đầy khoảng trống mà khối u để lại. Hay là ai đó mà đã phải trải qua phẫu thuật nó sẽ lấp đầy cái khoảng trống mà dao kéo để lại trên da thịt của chúng ta. Các bạn thấy hay không? Thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch, cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch. Vòng tròn miễn dịch này hoạt động như một hệ thống phòng ngự. Các bạn tưởng tượng xem là cơ thể của chúng ta nó có một hàng phòng ngự. Nếu hàng phòng ngự đủ mạnh, bệnh tật tấn công nó sẽ đẩy lùi. Nhưng nếu mà hàng phòng ngự chúng ta yếu, bệnh tật tấn công và nó sẽ xé rách hệ thống phòng ngự của chúng ta như là đá vào khung thành bỏ trống. Bây giờ đông trùng hạ thảo sẽ chi viện cho chúng ta Ví dụ cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể Đông trùng hạ thảo chi viện thêm một triệu nữa là hai Nó giống như một đội bóng đang bảo vệ khung thành bởi 11 người Bây giờ được bảo vệ bởi 22 người Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng Nó rất tốt cho những người bị bệnh khó chữa Những người đang bị bệnh, những người mới ốm dậy Những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe Những người mà lao lực, những người mà làm việc vất vả Nói tóm lại là tất cả chúng ta đều có thể sử dụng sản phẩm này. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo và với cái mức giá chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 024 7777 -8877 và website là đông shop vn các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi nào các bạn đặt ra cho mình nhá. Bạn Chen Le La có nói là không có công phượng nguyên cả nhà tôi không thèm xem bóng đá luôn. À, mình biết ở Việt Nam còn rất nhiều người yêu mến công phượng, mình cũng rất yêu mến công phượng. Đợt này thì mình mình không có phủ nhận là mình cũng phải theo dõi thêm để xem công phượng phong độ như nào. Đặc biệt là phải có được cái đánh giá của ban huấn luyện. Nhưng mà mình nghĩ là mình có cảm nhận là đây sẽ là cái giải đấu của công phượng. Công phượng sẽ tỏa sáng. Uh, loạt trận này mình nghĩ là Công phượng và Quang Hải sẽ là hai trong số những cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho trận đấu không biết là các bạn có cảm nhận giống Minh Hải hay không nhưng mà mình thì mình cảm thấy như vậy bạn uh, anh Lê có dự đoán là năm cầu thủ bị loại gồm có Hùng Dũng Văn Thanh Uầy, Văn Tùng Ngọc Sơn và Ngọc Bảo mình nghĩ là Ngọc Sơn thì có thể Ngọc Sơn thì có thể Nhưng mà Văn Thanh bị loại thì là sốc đấy Văn Tùng mình nghĩ là cũng có thể Cái này khó nói Nhưng mà nếu trong trường hợp mà huấn luyện viên Philip Chuse cảm thấy vẫn chưa hài lòng về trường hợp của Tiến Linh Thì mình nghĩ là Văn Tùng sẽ được giữ lại Minh nguyện của nó là theo như anh Hải ấy, Các ông bầu có tiền cứ dồn vào cầu thủ giỏi vô địch như vậy Anh cảm nhận sao Nó có còn là niềm tự hào quê hương nước không Hỏi ngang như vậy mong anh thông cảm không sao vì mình đã chuyển sang phần trả lời câu hỏi của các bạn rồi Chứ là mình nghĩ là chuyện này các bạn hỏi nó rất là bình thường Mình xin được trả lời đơn giản như thế này Mình thì không có không có phản đối Cái việc các ông bầu tung tiền ra để mua các cầu thủ giỏi Về để giúp cho đội nhà vô địch Nhưng mình phản đối cái kế hoạch phát triển bóng đá theo kiểu ăn sổi Tức là họ đến, họ lấy đội bóng, họ tung tiền ra, họ mua cầu thủ sau đó là họ vô địch xong hoặc là họ đầu tư chơi một vài mùa chán thì họ nghỉ. Bởi vì nó chỉ làm cho nền bóng đá của chúng ta bị ảo thôi. Mình thì mình muốn các ông bầu đến đầu tư vào bóng đá, phát triển công tác đào tạo trẻ để chúng ta tạo ra nhiều những cầu thủ giỏi hơn. Chứ không phải là có một cầu thủ giỏi là đội này mua đội kia mua thì mình nghĩ là như thế thì nó rất là không ổn. Đấy, còn tất nhiên là họ có quyền. Quy chế không cấm thì họ có quyền đúng không ạ? Đấy nhưng mà liệu cái thị trường chuyển nhượng như thế nó có kích thích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam hay không thì mình cho là không. Thứ hai nữa là những cái kế hoạch đầu tư ngắn hạn của những ông bầu có tiền nhanh chơi nhanh chán và cũng nhanh bỏ bóng đá thì mình nghĩ là họ đến họ có thể mang đến cho bóng đá một sự bùng phát nhất định trong một giai đoạn ngắn nhưng thực sự là đấy sẽ là những người mà giết chết bóng đá các bạn thấy là ví dụ như là công an hà nội họ lên họ mua rất là nhiều nam định lên cũng mua rất nhiều năm sau họ ra lai có nhiều tiền thì họ cũng lại gọi những cầu thủ đó về thì về mặt cơ bản là những chiếc vô địch nó có thể luân chuyển từ những đội, đội bóng này sang đội bóng khác đấy nhưng mà chúng ta thấy số lượng những cầu thủ giỏi của Việt Nam thì nó lại không được gia tăng và một nền bóng đá không thể phát triển được nếu như mà chúng ta không đào tạo ra nhiều những cầu thủ giỏi đó là những cái quan điểm của mình mình nghĩ là Tô My Huỳnh à, mình nghĩ là bạn à, đâu nhỉ bạn Minh Nguyễn vừa hỏi một câu mình thấy là khá là hay mình sẽ làm rõ cái câu chuyện này trong cái chương trình liên quan đến chuyển nhượng à, thị trường chuyển nhượng nó tác động như thế nào đến sự phát triển của bóng đá việt nam thì chúng ta sẽ có câu chuyện này sau nếu mà các bạn thấy câu trả lời của mình vừa rồi là hay thì các bạn nhớ like cho mình nhé số lượng người xem đang khá là đông mà số lượng người like mình thấy ít quá luôn ấy là các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình cảm ơn các bạn rất là nhiều Bạn Ngọc Lê Văn nói là cách sử dụng Cao Long như nào Minh Hải ơi. À, bác alo đến số điện thoại đây 02477778877 hộ em nhé. Nó có nhiều cách sử dụng lắm. Có nhiều cách sử dụng lắm mà sử dụng dễ mà, cái này đơn giản. Mr Đức mình đồng ý với nhận định của anh Hải về Công Phượng và Quang Hải tỏa sáng ở hai trận đấu này. Mình cũng là đoán thôi. Cái này nó cũng là đoán nó cũng chả có cơ sở gì nhiều chỉ là cái cảm giác đây là những cầu thủ của những khoảnh khắc lớn cái thứ hai nữa là indonesia họ sẽ phòng ngự rất là chặt chứ là những cầu thủ mà chơi tuyến hai ấy thì có cơ hội để dứt điểm chứ mình không nghĩ là các tiền đạo cắm của chúng ta là có cơ hội để mà dứt điểm được đâu đấy mình nghĩ là như vậy lưu phạm có đó là mua hàng kênh nào vậy à, mấy giờ phát hàng ngày minh hải hướng dẫn em có hai chương trình trên youtube mỗi ngày thì hai số điện thoại đây Mọi người cần áo Vicento hay là ổ cắm điện của Menhouse Thì các bạn gọi số 0889 Còn những sản phẩm còn lại ở shop vn Thì mời các bạn gọi số điện thoại là 024 7777 -8877. Ngoài ra thì em cũng Ngoài ra thì em cũng có cái live stream ở trên Top Top Thì buổi tối khoảng tầm 9 giờ 9 rưỡi thì em hay live stream Tất nhiên là những cái buổi mà em rảnh thôi Chứ còn em vẫn ưu tiên tuyệt đối cho công việc Sáng ngày mai em bay sớm rồi Tức là trong khoảng tầm 3-4 ngày tới là em không sẽ, sẽ không live stream trên Tốt Tốt nữa Mà em sẽ chỉ live stream trên uh, Youtube thôi Phương Hà, Minh Hải phân tích Anh phải phân tích tuyệt vời quá, cảm ơn mọi người Cũng chả có cái gì cả Chúng ta thẳng thắn với nhau như thế thôi Mình thì luôn luôn theo một cái xu hướng là phát triển có chiều sâu Và phát triển có tính hệ thống Phát triển phải đầu tư một cách bài bản chỉ còn à, bóng đá việt nam trong suốt những năm vừa rồi các bạn thấy là từ đầu đến giờ là chỉ còn có sông lam nghệ an thôi đúng không chỉ còn có sông lam nghệ an là chưa xuống hạng và họ tham dự từ những mùa giải đầu tiên đúng không nhỉ thế thôi còn lại thì các đội bóng đổi tên đổi cũng nhiều lắm rồi các bạn thấy là những cái đội bóng lớn họ có bao giờ thay tên đổi họ đâu tên của họ nó vẫn là như cũ thế chúng ta bây giờ chỉ cần thay nhà tài trợ và thay tên thay tên là thay logo cuối cùng cái nền bóng đá của chúng ta nó cũng chả có cái bản sắc gì rất là nhiều đội bóng nó bị đứt gãy về mặt dòng chảy truyền thống mình nghĩ là như thế là nó hơi hơi chán chờ phong anh hải ơi về vấn đề sân hàng đây của ba đội bóng thủ đô thì em có ý kiến là cả ba đội cùng nhau nâng cấp sân hà đông đội nào rời đi được thi đấu ở đợt sân đó còn đội nào không đồng ý nâng cấp thì sẽ phải rời À, mình nghĩ là không cái này chúng ta phải có một quyết định chung mình cũng nghe được phong thanh là thái nguyên thái nguyên đang mời uh, câu lạc bộ uh, hà nội lên để xây sân ở trên đấy nhưng mà mình nghĩ là câu lạc bộ hà nội mà lại đá sân nhà ở thái nguyên thì nó nghe nó buồn cười quá nó giống như anh phân sĩ sơn hay nói đùa là quảng nam năm nay đá cả 26 trận là trên sân khách tức là sân nhà gọi là sân tam kỳ thì lại không đá được lại phải về hòa xuân Nói chung là nó cũng khó khăn Mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái lý do Và tất cả đều mong muốn ở lại sân hàng đấy câu lạc bộ Hà Nội thì họ được giao sân Họ sửa sang sân Họ là người em gọi là sinh sau đẻ muộn Nhưng mà họ lại có công xây sân nhất Thế bây giờ đuổi họ đi thì cũng khó Mà công an Hà Nội với thể công thì ngày xưa là Là ở Hà Nội từ rất lâu rồi Đấy cho nên cũng rất là khó khăn mình nghĩ là thôi nếu mà khó quá thì tại chúng ta tổ chức bốc thăm. sân Hà đông thì sẽ hơi khó các bạn ạ vì giao thông mình đã sẽ là đông suốt rồi sẽ là đông uh, bây giờ mà nâng cấp hạng mục lên thì nó khó khán đài nó rất nhỏ, đấy, mặt sân mình phải nói là nó rất là rất là kém. bên cạnh đó thì uh, về uh, giao thông nó sẽ không có thuận lợi chỗ đấy mà để xe gửi xe các thứ thì gần như là khó. bạn Trang Hoàng bạn Trang Hoàng cho mình đợi mình tí nhé để mình chụp lại cái hình ảnh này mình cũng không hiểu là vì sao nhưng mà bạn gọi lại hộ mình nếu bạn gọi lại hộ mình mà vẫn bị như thế thì bạn báo với mình nhá để mình xử lý cái vấn đề này không thể để cái vấn đề nó đi theo cái hướng kiểu vớ vẩn như này được các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình đi bạn uh, Nguyễn Ngô Tôn có là đội tuyển bây giờ phải trông chờ vào Công Phượng thì không còn gì để nói nữa rồi mình thấy các bạn rất là nghiệt ngã với Công Phượng có rất nhiều bạn nghiệt ngã với Công Phượng mình không biết vì sao ấy các bạn có thể giải thích cho mình lý do vì sao mà các bạn rất là nghiệt ngã với Công Phượng không có anh ở đây rồi rồi đó anh Hải đã từng đá bóng trên sân Hoàng Mai chưa mình đá nhiều rồi sân Hoàng Mai mình đá khá là nhiều rồi à mình cũng chia sẻ với các bạn về con tuyệt phẩm Menhao này nhá đây là con V8 của nhà Menhau Đấy, nó lại được giảm giá thêm một lần nữa Xuống thêm 30% nữa Trước đây combo 2 chiếc Thì giá là đầu 9 968.000 Bây giờ xuống còn đầu 6 698.000 các bạn được giảm gần 300.000 nữa Nhưng nó vẫn là em Menhau huyền thoại Chẳng qua cái mức giá này là cái mức giá mà Minh Hải điêu được Và để cho các bạn có một mức giá độc quyền Chỉ dành cho livestream của Vlog Minh Hải và thôi và nó vẫn là cái dây lõi đồng nguyên khối 3 ly chịu được tải lên đến 4000 W. Các bạn cắm 23 nồi lẩu vào ăn tẹt luôn. Thứ hai, rất quan trọng, đó là nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ các bạn. Ở nhiệt độ 750 độ các bạn vứt vào lò không cháy. Một đổi một trong vòng 6 tháng, các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Chúng mình tự tin về chất lượng cho nên là chúng mình sẽ bảo hành cho các bạn rất là dài. Kết nối được với 12 thiết bị bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc hai cổng USB và hai cổng Type C. Các bạn có thể uh, sạc những cái thiết bị cầm tay iPhone, iPad mà không cần phải mua cục sạc vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ bị bề bộn, bừa bộn. Rồi uh, tiếp theo mình nói với các bạn, chúng mình đặc biệt quan tâm bởi vì chúng mình biết rằng là các bạn chỉ yên tâm khi mà sản phẩm các bạn sử dụng an toàn. Cho nên là chúng mình có em Atomat này. Mình gọi nó là trung vệ áo đỏ có tên là Atomat. Bởi vì các bạn đi đâu đi chăng nữa, đi làm, đi chơi, đi ngủ nó vẫn đứng ở đó để bảo vệ ổ điện cho các bạn không bị cháy. Ở đâu có nguy hiểm, ở đâu có điểm nóng là ngay lập tức anh trung vệ này anh đến đây giải tán ngay, anh đến đây giải quyết ngay. Cho nên là nó sẽ giữ được cho chúng ta là cái ổ cắm điện này không bị cháy. Và nó không bị cháy cho nên là gia đình nhà các bạn sẽ được bảo vệ an toàn. Gia đình bảo vệ an toàn là điều quan trọng nhất vì đấy là bố mẹ của chúng ta, đấy là vợ con của chúng ta, đấy là nơi thiêng liêng nhất, quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Chúng ta nhớ bảo vệ bằng cái thiết bị manhole này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là vicento.vn. Còn trên màn hình của các bạn bây giờ là chiếc áo President. Mình rất xin lỗi các bạn là ngày hôm qua ông nhện ông ấy mang đi mấy cái của mình ông mang đi ông giặt hết để bố ngày hôm nay đóng hộp mang đi công tác Indonesia. Cho là ngày hôm nay mình không mặc áo mẫu được. Nhưng các bạn nhìn thấy trên màn hình chính là ba chiếc áo mẫu. À, nó có rất là nhiều màu. Của cái phiên bản mới nhất là Phiên bản President Tức là phiên bản Tổng thống Các bạn mua một chiếc đơn thì nó giá là 639.000 Nhưng mà nếu mà các bạn mua Thành combo 3 chiếc Thì giá chỉ còn là 1.398.000 thôi Và các bạn đừng quên là các bạn sẽ được tặng Một món quà Đó là chiếc da trị giá 1.598.000 Các bạn mua 3 chiếc thì giá là 1.398.000 Nhưng các bạn được tặng quà là 1.598.000 Nhiều người nói là các ông cứ định giá là 1.598.000 thì các ông cứ nói như thế thôi nhưng mà có thể giá trị nó thấp hơn mình nói mặc dù nó là quà tặng nhưng nó là ví da bằng da cá sấu thật nếu các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu thật chúng mình đền các bạn một tỷ ok chưa đó và đây là mức giá chỉ dành cho chương trình của vlog minh hải thôi nó là cái vải lụa của nhật bản mềm mịn mượt mát và quan trọng là nó điều hòa không khí nó làm cho cơ thể chúng ta rất mát còn thiết kế của nó thì rất là hiện đại Nó giúp cho các bạn phù hợp với rất nhiều bối cảnh Đi học, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò Nói chung là đi đâu cũng được Các bạn thấy là kể cả là đi ngủ Và cái mà mình thích nhất là nó không nhăn Nó không nhăn cho là rất là thích Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 Nếu các bạn đến 240 kim mã các bạn đừng quên Hãy nhắc tên Vlog Minh Hải để các bạn được giảm giá thêm chút xíu nữa Và vicento vn chính là website Các bạn có một quyền rất lớn các bạn tự thành lập combo cho mình. Combo càng nhiều giảm giá càng lớn, combo càng nhiều các bạn được tặng quà càng cao. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phước Lê, Hoàng Đức và Quang Hải đá Dựa sân và Công Phượng, Tiến Linh đá hàng công là ok anh Hải nhỉ. Mình nghĩ là chúng ta cần phải có một người đá phòng ngự tốt hơn. Mình nghĩ là chúng ta cần có những cầu thủ đá phòng ngự tốt hơn hệ thống phòng ngự của chúng ta nó sẽ nằm ở dọc sương sống nhưng mà mình phải nói là indonesia bây giờ họ quá mạnh indonesia giờ họ nhập tịch họ trở nên quá mạnh và họ sẽ tấn công trên khắp mặt sân chúng ta bắt buộc phải bịt kín được những cái con đường đứng hướng vào khung thành bao gồm là phía sau lưng hàng hậu vệ cái nách giữa các hậu vệ với nhau thật sự đấy là điều mà mình cảm thấy rất là khó khăn Phong Trần anh Hải luôn luôn nói đúng sự thật, em rất ủng hộ anh, chả có lý do gì mà chúng ta không nói đúng sự thật. Chỉ có điều là sự thật đó nó có ích, nó có tác dụng tốt hay không? Bởi vì đôi khi chúng ta nói ra sự thật nhưng mà nó lại hủy hoại nền bóng đá thì cũng không nên. Cũng không nên. Mình thì luôn luôn cố gắng là mang cái tính xây dựng vào câu chuyện để làm sao tất cả chúng ta đều có những cái giá trị đóng góp cho nền bóng đá. cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn có câu hỏi gì không để mình uh, trả lời nào thật sự là thời gian vừa rồi mình cũng đã rất cố gắng để mang đến cho các bạn những cái thông tin mới nhất và cũng là để cho mọi người đỡ áp lực bởi vì uh, khi mà mình livestream ở trên top top để mình bán hàng rất nhiều anh em nói là thôi bây giờ bán hàng rồi không đi làm nữa đâu thế nên, thời gian vừa rồi mình đã phải cố gắng mình làm rất là nhiều từ uh, vụ của tuấn anh cho đến công phượng về sớm tất cả mọi thứ mình đều phải rất là cố gắng. Và hy vọng là mình cũng sẽ mang đến cho các bạn ngay trong tối ngày hôm nay cái bản danh sách rút gọn 28 cầu thủ lên đường đi Indonesia. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin phép dừng luồng livestream tại đây. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Bây giờ mình hãy xin được kính chào tạm biệt.